Chấp nhận làm gà mái nuôi con, Phạm Quỳnh Anh xuống cấp rõ rệt sau ly hôn. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ những khó khăn sau ly hôn làm khán giả không khỏi đồng cảm. Hậu ly hôn được 5 tháng, có thể nói cuộc sống Phạm Quỳnh Anh thay đổi khá nhiều so với lúc trước. Nếu như nhiều năm trước đây nữ ca sĩ tạm dừng hoạt động nghệ thuật để làm hậu phương cho chồng, thì thời gian gần đây cô đã trở lại showbiz với nhiều hoạt động hơn. Đặc biệt với tần suất chạy show dày đặc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ. Khác với những hình ảnh lung linh trên mặt báo, khi xem clip phỏng vấn, người hâm mộ thấy rõ sự tiều tụy trên gương mặt bà mẹ trẻ. Vì tính chất công việc cộng thêm phải chăm con nhỏ, khiến Phạm Quỳnh Anh chỉ ngủ được 2 tiếng. Việc thiếu ngủ đã làm cô bị nổi mụn khá nhiều. Dù có lớp make up dày nhưng nhiều góc máy Phạm Quỳnh Anh vẫn bị lộ khuyết điểm. Nhìn những đốm mụn khá lớn được che chắn sau lớp trang điểm làm khán giả thấu hiểu những vất vả mà nữ ca sĩ đang trải qua. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, em đâu biết rằng hiện tại chỉ là bà mẹ tối đến chạy xô. Về đến nhà chỉ ngủ được 2 tiếng và 5 giờ 30, 6 giờ phải dậy để chuẩn bị cho Tuệ Lâm, con gái lớn chuẩn bị đi học. Trước đó nhiều khi đi diễn về trễ phải dậy vào buổi đêm để lo cho Tuệ An. Con gái nhỏ dậy uống sữa, 12 giờ một lần, 3 giờ một lần rồi 6 giờ một lần là hết giờ ngủ của mình luôn. Trả lời nguyên nhân tại sao chạy xô như vậy, Phạm Quỳnh Anh thẳng thắn trả lời, tất cả vì lý do thực tế, hơn ai hết bà mẹ hai con cần ổn định cuộc sống của mình thì mới chăm sóc tốt cho hai con được. Bên cạnh việc tích cực chạy show bên ngoài, Phạm Quỳnh Anh còn mạnh tay đầu tư cho những dự án cá nhân. Và mới đây nhất, ca khúc Cây Xương Rồng Mạnh Mẽ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chấp bút là lời nhắn nhủ xúc động của giọng ca Hà Thành dành cho hai cô công chúa nhỏ của mình. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ những khó khăn sau cuộc ly hôn, đặc biệt cô còn thể hiện lối ứng xử văn minh khi bỏ qua câu chuyện trong quá khứ để cùng ông bầu Quang Huy chăm sóc cho hai con. Từng bị thiếu gia phản bội, Miu nghĩ cách trả thù cực khôn ngoan bằng cách không ai ngờ. Sau khi bị bạn trai thiếu gia phản bội, Miu đã dùng cách này để trả thù. Phụ nữ khôn ngoan là đây chứ đâu. Cô nàng từng livestream giải thích tin đồn đụng cầm sữa mắt, nâng mũi của mình trước nghi vấn về dung mạo xinh đẹp hiện tại hậu chia tay người tình thiếu gia. Được biết đến là nữ diễn viên luôn gắn liền với hình ảnh ngọc nữ nhẹ nhàng, băng thanh ngọc khiết. Miu từ khi tham gia showbiz cho đến nay đã khiến khán giả quá quen thuộc với hình ảnh như thế. Trong hầu hết những lần xuất hiện trước công chúng, Miu lựa chọn cho mình những bộ trang phục đơn giản, kín đáo và an toàn đến mức nhàm chán. Miu thường gắn liền với hình ảnh dịu dàng thướt tha trong những trang phục kín đáo. Dù đẹp thanh khiết nhưng khán giả khá nhàm chán phong cách này của Miu. Nhưng từ cuối năm 2017 đến nay, cô nàng chuyển hẳn sang phong cách sexy quyến rũ. Miu không ngại gì những thiết kế cá tính, khoen vóc dáng táo bạo mà vẫn đẹp sang trọng và lộng lẫy. Miu chuyển hẳn sang phong cách sexy quyến rũ. Miu bắt đầu trang điểm sắc sảo hơn, ăn diện chững chạc và khoe ngực triệt để. Trong lần tham dự sự kiện mới đây, Miu khiến người yêu thời trang một fan bất ngờ khi diện chiếc đầm ôm sát có vạt dài và kiểu tóc tết cá tính. Với trang phục này, Miu ghi điểm tuyệt đối và được khen ngợi hết lời khi khoe trọn được lợi thế đường cong cơ thể dùng gương mặt xinh đẹp hoàn hảo. Thay vì hình ảnh công chúa thường thấy, Miu lại phá cách bằng chiếc đầm ôm sát có vạt dài và kiểu tóc tết cá tính. Miu ghi điểm tuyệt đối phong cách tuyệt đẹp này. Vẫn giữ được nét ngây thơ thanh khiết nhưng trong Miu quyến rũ hơn rất nhiều lần. Đây là cách trả thù khôn ngoan nhất của Miu dành cho kẻ phản bội. Trong cô nàng đẹp tựa nữ thần, cách đây vài tháng Miu cũng gây choáng váng khi đột ngột chuyển phong cách từ tiểu thư bánh bèo sang sexy gợi cảm, phô diện vóc dáng, với loạt váy xẻ cao khoe vòng một căng đầy cùng những bộ bikini nóng bỏng. Từ cuối năm 2017, Miu đột ngột chuyển phong cách ăn mặc khiến người hâm mộ thích thú. Vẻ đẹp khó cưỡng của Miu khi sắp chạm ngưỡng 30. Nhiều người nhận xét mà đến gần 30 tuổi, Miu mới quyết định thay đổi phong cách là hơi muộn, nhưng thà rằng như thế còn hơn chẳng bao giờ dám thay đổi mình để làm mới hình ảnh trong mắt khán giả để trưởng thành hơn. Hình ảnh và phong cách gợi cảm này đã giúp Miu hoàn toàn thoát khỏi hình tượng bánh bèo mờ nhạt của trước kia. Một Miu đẹp tựa nữ thần, lấn át hoàn toàn hình ảnh bánh bèo điệu đà trước kia. Miu phô diện vóc dáng với loạt váy xẻ cao khoe vòng một căng đầy. Gây sốc nhất có lẽ là lần Miu khoe dáng trong bộ bikini gợi cảm cách đây không lâu. Trong Miu hoàn toàn căng tràn sức sống trong bộ bikini phô diện vóc dáng ngày càng nóng bỏng, không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz. Nếu như trước kia Miu lúc nào cũng kính như bưng, thì bây giờ thậm chí cô nàng còn khoe khéo vòng một nảy nở, khiến không ít người bất ngờ rằng cô lại có 3 vòng sexy đến như vậy. Miu khiến công chúng bất ngờ với màn lột xác một cách ngoạn mục khi diện bikini khoe thân hình bốc lửa hút mắt. Từ trước đến nay Miu ít khi khoe ảnh trang phục diện áo tắm. Miu bông đùa bản thân dậy thì muộn ở tuổi 30 nên bây giờ mới ăn mặc gợi cảm. Xuất Xuất hiện tại đám cưới Ân Hoàng Phúc sau thời gian ở ẩn, Thu Thủy khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Dù không phải lần đầu gây sốt với ngoại hình hậu dao kéo, nhưng gương mặt đơ như búp bê sống của Thu Thủy tại đám cưới Ân Hoàng Phúc Kim Cương vừa qua vẫn khiến dân tình choáng váng. Mới đây, sự đồng xuất hiện của hai cựu thành viên nhóm nhạc AT đình đám một thời, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy tại đám cưới Ân Hoàng Phúc đã nhận được không ít sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Tuy đều vừa trải qua khủng hoảng trong hôn nhân, nhưng cả hai đều không hề tỏ ra ngần ngại, mà vẫn ăn diện tươi tắn hết nấc khi đến chung vui với Ân Hoàng Phúc và Kim Cương. Cặp đôi Tân Lan Tân Nương tươi cười rạng rỡ bên hai người bạn thân thiết Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Cô dâu Kim Cương hạnh phúc bên chú rể Ân Hoàng Phúc. Tuy nhiên, trong khi Phạm Quỳnh Anh được cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt nhờ vẻ đẹp tự nhiên không tì vết, thì Thu Thủy lại phải nhận về một loạt lời chỉ trích do gương mặt khác lạ. Khá nhiều người hoang mang trước ngũ quan đơ cứng của cô, đồng thời tỏ ra tiếc nuối nhan sắc khi xưa của nữ ca sĩ. Nhiều đường nét trên gương mặt từ mí mắt xương hàm và đặc biệt là sống mũi đã biến đổi rõ rệt chương gương mặt của cô nàng. Xuất hiện trên Instagram Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy lộ vẻ kém sắc rõ rệt với cô bạn với gương mặt khác lạ và nụ cười đơ cứng ở mọi khoảnh khắc. Không khó để cư dân mạng phát hiện sự biến đổi rõ rệt trên gương mặt của nữ ca sĩ, từng sở hữu nét đẹp trong sáng ngây thơ một thời. Sữa nhiều quá nó vậy đấy, tiếc ghê, ngày xưa dễ thương mà. Cái cầm cắm được hoa đó, mà sao? Vợ Ưng Hoàng Phúc gầy vai thô thật, mặt cũng thô. Không nhận ra luôn, đọc báo thấy Thu Thủy mà như ai nấy. Bả đang đẹp mà cố tự dưng phẫu thuật thẩm mỹ nay nhìn sợ ghê. Sự riết như phù thủy hồi đó dễ thương hơn nhiều. Khá nhiều người bàng hoàng trước nhan sắc dung nhan khác lạ này của Thu Thủy. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà mẹ một con Thu Thủy mất một thời gian mới bình tâm trở lại và bắt đầu xuất hiện dần trên các phương tiện truyền thông với hình ảnh quyến rũ gợi cảm. Đối lập với hình ảnh dễ thương made in Thu Thủy, cô nàng ngày càng chích chơi và nổi loạn hơn trước. Đặc biệt nghi vấn nữ ca sĩ, đụng chạm dao kéo cũng theo đó mà xuất hiện ngày một nhiều, bởi vẻ ngoài lạ lẫm sau khi trở lại showbiz. Dễ nhận thấy nhất chính là chiếc mũi tẹt khá to của cô nàng, nay đã thon gọn hơn rất nhiều. Biểu cảm của Thu Thủy tại các sự kiện ngày một càng đơ. Cô nàng đang trở thành một trong những mỹ nhân showbiz khiến khán giả nuối tiếc vì mất đi nét xinh đẹp tự nhiên trên gương mặt sau dao kéo. Chồng điển trai giàu có của những mỹ nhân Việt kết hôn năm 2018. Năm 2018 có thể nói là một năm đẹp khi hàng loạt dàn mỹ nhân Việt liên tục lên xe hoa như Á hậu Tú Anh, Á hậu Anh Tú, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Lan Khuê và Nhã Phương. Hồi tháng 7, Á hậu Việt Nam 2012 Tú Anh chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Phạm Gia Lộc sinh năm 1994 và là thiếu gia trong gia đình rất có điều kiện, hiện đang giữ chức vụ thanh tra xây dựng. Trước đó, nhiều bức ảnh Gia Lộc và Tú Anh xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc bạn bè hay mặc đồ đôi cũng đã gây được chú ý. Không chỉ sở hữu địa vị xã hội khá ấn tượng, vị hôn phu của hậu Tú Anh còn có gu thời trang sành điệu với vẻ ngoài chuẩn sói ca, phong cách nam tính. Tháng 9, đám cưới của danh hài Trường Giang và nữ diễn viên Nhã Phương được nhiều người chú ý. Dù là nhân vật gây nên nhiều ồn ào trong chuyện tình của mình, nhưng Trường Giang vẫn được đánh giá là một người chồng tài giỏi, có khối tài sản kếch xù khi cưới Nhã Phương về ở tuổi 35. Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang là một trong những nam danh hài được yêu thích nhất tại Việt Nam. Anh xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình, game show nổi tiếng, với vai trò người chơi, giám khảo hoặc MC. Ngoài ra, anh còn lấn sân sang lĩnh vực đóng phim điện ảnh. Ước tính, với mức độ phủ sóng dày đặc như hiện nay, anh có thể thu về khoảng 500 triệu đồng trong mỗi tuần. Cách đây một năm, anh tậu một căn biệt thự tại Phú Quốc trị giá 15 tỷ đồng. Ngoài ra, để thuận tiện hơn trong việc di chuyển, Trường Giang cũng sắm một chiếc xế hộp trị giá 1,7 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 10, lễ cưới của Lan Khuê và bạn trai doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã chính thức diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt. Tuấn Sơn được sinh ra trong một gia đình rất có tiềm lực về kinh tế. Anh hiện đang là chủ một resort, chủ lao nổi tiếng tại Nha Trang. Ngoài ra, Tuấn Sơn còn giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa. Tuấn Sơn là một doanh nhân trẻ tuổi, anh sinh năm 1987, từng có thời gian du học ở Canada và là một đại gia Việt kiều có tiếng trong lĩnh vực du lịch khách sạn. Chồng Lan Khuê được biết đến là cháu trai của người phụ nữ quyền lực, lãnh đạo tập đoàn Hoàn Cầu Trần Thị Hường, Tư Hường. Lão bà thép này đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường, với tài sản có thể lên đến hàng trăm triệu đô. Ngày 26 tháng 11, lễ cưới của Hoa hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo cùng chồng là doanh nhân Phúc Thành được tổ chức tại Cần Thơ. Chồng Đặng Thu Thảo sinh năm 1990, hơn cô 5 tuổi, là một doanh nhân. Sau 3 năm hẹn hò, yêu xa, đôi hương quyết định về chung một nhà. Chồng sắp cưới của Đặng Thu Thảo làm nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh từng tham gia đóng phim, nhưng hiện tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng tại An Giang. Sau 6 năm chung sống, cuối cùng Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương cũng đã có một đám cưới đúng nghĩa, được tổ chức trong một khách sạn sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 1 tháng 12. Trước đó, trong tiệc đính hôn tại bãi biển, Ưng Hoàng Phúc đã tặng Kim Cương chiếc nhẫn trị giá 1 tỷ đồng. Ưng Hoàng Phúc danh tiếng từ thời là thành viên nhóm 1088 đến khi phát triển sự nghiệp solo, giúp anh sở hữu khối tài sản lớn. Ưng Hoàng Phúc sở hữu một ngôi biệt thự sang trọng có giá hàng chục tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh với nội thất tiện nghi. Ngoài bất động sản, nam ca sĩ còn sở hữu xế sang bạc tỷ. Ngày 2 tháng 12, hôn lễ của Hoa hậu Thanh Tú và bạn trai đại gia doanh nhân hơn 16 tuổi chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Gia thế của vị đại gia được Á hậu Việt Nam 2016 lựa chọn để nâng khăn sửa áo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hôn phu của Á hậu Thanh Tú là doanh nhân Nguyễn Thành Phương, anh là tổng giám đốc tập đoàn danh tiếng chuyên sản xuất máy lọc nước và thiết bị gia dụng. Dù ở tuổi 40, nhưng ông xã của Thanh Tú vô cùng phong độ trẻ trung, anh hơn Thanh Tú 16 tuổi, đã một lần kết hôn và có 2 con riêng.